Chiều ngày 15 tháng 7 năm 2021, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức phiên họp tháng 7 năm 2021. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Giang Bắc, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, cùng dự có các đồng chí trong Thường trực Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã thống nhất, tại phiên họp lần này sẽ xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết như: báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2020, báo cáo giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc Ủy ban nhân dân huyện giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện sau kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân huyện, chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện, xem xét cho ý kiến vào một số tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện xem xét và cho ý kiến vào một số nội dung kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân huyện, tổ trình thành lập đoàn giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện quy hoạch và quản lý nghĩa trang nhân dân trên địa bàn huyện. Các đại biểu cơ bản nhất trí với các sự thảo báo cáo, tờ trình, nghị quyết được báo cáo tại hội nghị. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Quang tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đánh giá cao các ý kiến tham gia của các đại biểu. Đồng chí yêu cầu thường trực Hội đồng Nhân dân các ban hội đồng nhân dân và văn phòng hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu để chỉnh sửa câu chữ, chính tả, bổ sung hoàn thiện các báo cáo. Đề nghị ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giải quyết dứt điểm 6 nội dung còn tồn động của cử tri trước ngày 30 tháng 11. Thống nhất đề xuất của ủy ban nhân dân huyện v vân.